phải không? Ý, Bi nè. Ừ, bạn là ai? Mình biết bạn hả? Tụi mình học chung với nhau hồi cấp 2 á. Tôi là Phụng nè. À, cũng lâu rồi á. Ừ. Từ ngày ba mẹ mình có công ty riêng á, nên gia đình mình đã dọn lên Beverly Hills sống rồi. À, còn Phụng thì sao? Phụng sống ở đâu? Phụng vẫn ở chỗ cũ thôi, gần trường mình á. Vẫn sống ở cái khu mobile home cũ rích đó hả? Ừ. Wow. Ủa mà sao đứng đây mình vậy? À không, Bi đang đợi ba Bi đến đón á. Tại vì cuối tuần này thì ba Bi sẽ dẫn Bi đến Paris chơi, cho nên là mới đi shopping nhiều vậy nè. Còn Phụng thì sao? À, Phụng mới từ trong shop đồ cũ ra, mua được nhiều đồ lắm nè. Phụng mua đồ cũ á? Phụng không sợ dơ, sợ bẩn à? Đâu có sao đâu, nhìn cũng còn mới mà. Với lại về nhà mình cũng giặt lại mà. Ờ, Bi nghĩ là Phụng nên kêu ba Phụng cho Phụng tiền mua đồ mới đi chứ. Bận mấy cái này bệnh chết á. À, hình như là ba Phụng cũng có công ty riêng mà đúng không? Ờ, ba Phụng không có. Con gái à, ba. Mệt không ba? Trời, ba xin lỗi con nha, ba lại tới trễ rồi. Không sao mà. À, nhưng mà bù lại, ba đã sắp xếp được thời gian của cả một tuần tới cho con rồi. Trời hay vậy, ba là nhất luôn. Ờ, còn đây là... Ờ, bạn hồi cấp 2 của con á. Ờ, con nói chuyện với bạn chút xíu nha. Ba ra xe chờ con trước được không? Ok, hai đứa cứ tự nhiên đi. Ba ra xe trước nha. Dạ, bye bye ba. À, giờ Bi hiểu vì sao mà Phụng phải mang đồ cũ rồi. Chào cô chủ, tôi đến đây để đón cô chủ. Ủa, sao lại là anh? Ba tôi đâu? Ông chủ đã đi công tác đột xuất sáng nay rồi. Ba tôi có hứa là cuối tuần này ba tôi dẫn tôi đi Paris mà. Vậy ba tôi đâu rồi? Ba cô đã bay đi Dubai rồi, còn xong mới về. Thật sự tôi không thể hiểu nổi luôn á, ba tôi lúc nào cũng thất hứa với tôi cả. Cả tháng này tôi không được gặp ba tôi rồi. Sorry cô chủ nha, nhưng ông chủ đã nhờ tôi đón cô ngày hôm nay. Thôi cái gì tôi đem giỏ sách của cô ra xe nha. Tôi đợi cô ngoài đó. Bi à, ba mình có thể không có công ty, cũng không có nhiều tiền. Mình có thể sống thiếu thốn một chút, mặc đồ cũ một chút, nhưng mà ba mình dành rất nhiều thời gian cho mình. Toàn bộ thời gian của ba đều là chăm sóc lo lắng cho mình. Đó là điều quý giá nhất mà mình có, và mình trân trọng điều đó. Mong là Bi có thể sớm gặp lại ba và nhận được tình yêu thương, quan tâm của ba. OCTV muốn dành thông điệp này cho những bậc phụ huynh đang bộn bề trăm công nghìn việc ngoài xã hội, nhưng lại quên mất đi một thứ gọi là tình cảm gia đình. Công việc và tiền bạc chỉ là một công cụ để hỗ trợ làm cho cuộc sống tốt đẹp và dễ chịu hơn, chứ không phải là tất cả. Tiền bạc không bao giờ thay thế được con cái. Hãy cùng OCTV chia sẻ video này để thông điệp được bay xa hơn. Chào! OCTV mong rằng có thể mang đến cho các bạn những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Và các bạn ơi, các bạn nhớ like, share và subscribe channel nha. Và đặc biệt là đừng có quên bấm cái chuông ở bên phải để cập nhật những video mới nhất của OCTV. OCTV!